Xin chào mừng bạn đến với tương lai. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao nhiều người được cuộc sống giàu sang trong khi người khác lại luôn gặp trắc trở? Nhiều người luôn tận hưởng cuộc sống thú vị trong khi số khác lại kéo dài những chuỗi ngày trong bế tắc. Vì sao lại như vậy? Có phải họ được may mắn hơn vì họ được sinh ra Thượng Đế ưu đãi hơn chúng ta? Hay còn lý do gì chính đáng hơn? Trong thực tế, không phải vì may mắn. Và chắc chắn không ai sinh ra được bảo đảm sẽ thành công. Những người được cuộc sống phồn thịnh, hạnh phúc là vì họ có thể nhận định được cơ hội là tấm vé đến thành công và tận dụng tấm vé đó để gây dựng nên cuộc đời đầy thú vị. Họ quyết định rằng sẽ không bằng lòng sống an phận tẻ nhạt. Cuộc sống sẽ không còn vật lộn với những đồng lương và hóa đơn mỗi tháng, mà thay vào đó là sự phồn thịnh và vinh quang. Tôi tên là Rob Robinson. Tôi rất là may mắn được sống cuộc sống này. Tôi gọi là may mắn vì tôi đã từng được một người bạn giới thiệu tôi tấm vé đến thành công. Tôi học được rằng những người thật sự thành công thường thì họ nhận định và nắm được xu hướng thị trường trước những người khác. Giống như Microsoft của công nghệ phần mềm, Apple của công nghệ điện thoại di động, Google của công nghệ thông tin. Và ngay tại giờ phút này, với ba xu hướng hiện đang cho ra đời rất nhiều nhà triệu phú và tiếp tục trong những thập niên kế đến, tôi sẽ bật mí cho bạn. Với ba xu hướng này, bạn có thể tạo nên tấm vé thành công của bạn giống như tôi vậy. Xu hướng thứ nhất là công nghệ mua bán trực tiếp, hay còn gọi là kinh doanh mạng lưới. Kinh doanh mạng lưới là hình thức kinh doanh cho phép những người bình thường như bạn và tôi có thể xây dựng tiền đồ vững bền bằng cách chia sẻ sản phẩm hoặc dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng. Trái với kinh doanh truyền thống là khi sản phẩm hoàn tất đến công đoạn xuất kho rồi đưa đến cửa hàng bán sỉ lẻ và qua quảng cáo khuyến mãi trước khi đến tay người tiêu dùng. Trong khi kinh doanh mạng lưới là đơn giản hóa bằng cách kết nối trực tiếp giữa khâu sản xuất và người tiêu dùng, cắt bớt các giai đoạn ở giữa và giá cả phụ trội. Tất cả các số tiền đó, thay vì tiêu dùng cho những tập đoàn lớn, bây giờ được trao cho những người hợp tác như tôi và bạn. Và đó là lý do tại sao kinh doanh giữa người với người được phát triển toàn cầu qua nhiều năm. Và điều lý thú là sự phát triển kinh doanh mạng lưới trong những thập niên kế đến sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều so với những sự phát triển hiện tại. Chúng ta đang bước vào thời đại mà công nghệ kỹ thuật chiếm lĩnh thị trường. Theo tờ báo Business Standard, 50% những ngành nghề hiện hữu ngày nay sẽ không còn tồn tại trong năm 2025. Đúng như vậy, 50% ngành nghề như phục vụ khách hàng, sản xuất, xây dựng, vận chuyển, bán hàng, quản lý, kế toán, luật pháp, bán lẻ và nhiều ngành nghề khác sẽ biến mất. Khi công nghệ kỹ thuật tiên tiến được áp dụng bằng máy móc và vận hành bằng robot, sẽ làm cho những ngành nghề này bị thoái hóa vĩnh viễn. Bạn có thể tin hay không tin, nhưng những điều này đang diễn ra và diễn ra rất nhanh. Bằng chứng là bạn đang chứng kiến quá trình tiến triển này. Trong những siêu thị đã có máy tính tiền tự động, hoặc khi bạn gọi vào đường dây phục vụ, bạn nói chuyện với người máy thay vì nhân viên. Tin mừng là khi các ngành nghề này biến mất, kinh doanh bán hàng trực tiếp không những sẽ trụ lại mà còn bùng nổ khi nhân viên thất nghiệp đi tìm việc làm mới. Đặc biệt là công việc giữa người với người như kinh doanh mạng lưới có thể dễ dàng hơn nhờ công nghệ tiên tiến nhưng không bị thay thế bởi nó. Và những người đang bắt đầu vận hành kinh doanh mạng lưới bây giờ sẽ được nhiều ưu thế trong môi trường kinh tế thời kỳ mới. Xu hướng thứ hai chắc chắn liên quan đến tuổi trẻ và sức khỏe của con người, đang là xu thế khắp thế giới. Xin giới thiệu Transfer Factor của 4Life Research. 4Life Transfer Factor là gì? Transfer Factor là sản phẩm có nhiều bằng sáng chế chuyên nghiên cứu về hệ miễn dịch. Transfer Factor có khả năng điều hành và hướng dẫn hệ miễn dịch của cơ thể con người đủ mạnh để phòng thủ và chống lại đe dọa cho sức khỏe. Không có sản phẩm thiên nhiên, dược phẩm hoặc thuốc bào chế nào có thể làm như Transfer Factor. Một sản phẩm có thể bảo vệ con người bằng cách tăng sức mạnh cho hệ miễn dịch chính là sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng vô cùng cao. Bạn đã nhìn thấy khắp nơi trên báo chí, sức khỏe con người đang bị đe dọa nghiêm trọng. Xu hướng cuối cùng là bằng cách nào chúng ta có thể đưa thông tin này đến những ai đang cần. Bạn có nhớ trên đây khi tôi nói công nghệ thông tin tiên tiến không thể thay thế kinh doanh giữa con người với con người, nhưng có thể giúp ích rất nhiều như YouTube, webinars, mạng xã hội, Skype. Và đây chỉ là một vài trong nhiều cách để kết nối con người mọi lúc mọi nơi ở thế giới hiện đại. Theo như những năm trước thì bạn có thể đang xem video này từ cuộn video tôi gửi đến nhà bạn. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể kết nối mọi người trong tích tắc qua bàn phím.
Và đó là lý do tôi tạo ra quyển sách điện tử Cuộc Cách Mạng Thay Đổi Cách Chúng Ta Làm Việc. Đây sẽ là người dẫn đường cho bạn thấy được bằng cách nào bạn có thể tận dụng được ba nhân tố xu hướng đổi mới này trước khi mọi người có thể nhận định ra, và đi kèm với một loạt thông tin giúp bạn có phương cách phát triển kinh doanh và xây dựng tiền đồ vững chắc cho bạn và gia đình trong những thập niên kế đến. Bạn sẽ nhận được thông tin chiến lược, kiến thức và chuyên môn mà tôi đang vận hành để xây dựng kinh doanh của tôi trên khắp thế giới, mang lại tổng doanh thu hơn 200 triệu Mỹ Kim mỗi năm và đang tiếp tục phát triển. Hãy hỏi người giới thiệu cho bạn video này. Và dĩ nhiên, bạn cũng được phép dùng video này để giới thiệu cho người khác cùng hợp tác. Sự kết hợp hài hòa giữa dòng sản phẩm tầm cỡ quốc tế giúp tăng cường hệ miễn dịch và thời đại bùng nổ của công nghệ mua bán hàng trực tiếp cộng với hệ thống hướng dẫn chi tiết, gói gọn tất cả mang đến cho bạn và tấm vé đưa bạn đến thành công. Còn lại là sự lựa chọn của bạn. Bạn hãy quyết định bạn sẽ sống theo phong cách mà bạn hằng mong ước. Bạn đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ đưa bạn đến nơi đó. Hành trang bạn cần là niềm tin tuyệt đối vào bản thân bạn và một ước mơ cháy bỏng làm được những điều vĩ đại cho cuộc đời bạn. Hãy liên lạc với người giới thiệu bạn video này và hãy bắt đầu cuộc sống theo sứ mệnh của bạn, thay đổi sức khỏe, thay đổi cách nhìn, thay đổi tiền tài, thay đổi cuộc sống của bạn cùng chúng tôi. Tương lai đang chờ đón bạn.